Và để cho cái sự hành đạo và thực hành giáo pháp của Đức Phật cho được nhiều sự lợi ích tốt đẹp, mà hôm nay Ngài Hòa Thượng sẽ ban bố đến chúng ta một bài pháp về niệm ăn Đức Phật. สาธุสาธุสาธุสาธุเนี่ยสวัสดีครับครูดารณาจารย์เนี่ยจิตสินตรงมาရှိပါတယ်လို့1 2 3ไอ้ตรงมาတွေကနံပါတ်1จิตสินဒီလိလจิตสินဖြစ်ပါတယ်ဒီလိဒီดารณาจารย์ရဲ့အခြေခံဖြစ်ပါတယ်ဒီခါဝေပဲဆိုနေဥပမာတို့ပါ ဒီတိလရှိမှသာလျှင်မိမိအိဇ္ဇတိဘုက္ခွေစေတောမဏိတိတိလဝိတ္တဒ္ဒတာစေတောမဏိတိဝိတ္တဒ္ဒတာဆိုဘေကွေယံတော်များအိုချစ်သားจิตမိတို့တိလဝေတောတိလရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဤတိလဝိတ္တဒ္ဒတာတိလစင်ကြင်ကြစေတောမဏိတိမိမိစိတ်ရဲ့အလိုရှိတိုင်းတောင်းတတိုင်းအိဇ္ဇတိပြည့်စုံနိုင်၏ အမတ်တဲ့တိလတေကယဲ့ကြည့်ပါလေအဲ့ဒီတိလရှိမှသာလေမိမိစိတ်တွေကလည်းစင်ကြယ်ပါတိလဝိတ္တဒ္ဒတာတိလစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်စင်ကြယ်ပါတိလဝိတ္တဒ္ဒတာတိလစင်ကြယ်ခြင်းကြောင့်စေတောပနိတိမိမိစိတ်ရဲ့အလိုရှိတိုင်းတောင်းတတိုင်းတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဘာဖြစ်ချင်တာလို့အလိုရှိတာတောင်းတတာကိုအိဇ္ဇတိပြည့်စုံ တိလကိုပဲလို့ဒီသာရဏာမှာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကသာရဏာတော်ရဲ့အံ့ဖွယ်ရှိပါတိက္ခာတုံးပါမှာတိလကျင့်စဉ်တိလအံ့တိလကျင့်စဉ်ဒီအံ့ဖွယ်သုံးပါးထဲမှာနံပါတ်တစ်ကတိလကျင့်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်တိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိလစင်ကြယ်ခြင်းကြောင့်မိမိစိတ်ရဲ့စေတောမဏိတိမိမိစိတ်ရဲ့အလိုရှိတာတောင်းတတာဒီအကုန်လုံးပြည့်စုံနေပါတယ်ဒါကြောင့်သာရဏာတော်ရဲ့ Trong giáo pháp của Như Lai nói riêng mà giáo pháp của ba đời chư Phật nói chung thì có ba vấn đề vô cùng quan trọng. Đó là vấn đề thứ nhất là vấn đề về giới, vấn đề thứ hai là vấn đề về định, và vấn đề thứ ba là vấn đề về tuệ. Vấn đề về giới là một cái căn bản, là một cái mà lần đầu tiên một người hành giáo pháp không thể thiếu được. Một người hành về giới, hành trì về giới, điều đầu tiên nó làm cho cái tâm của người hành trì giới nó được trong sáng, trong sạch. Nhờ cái năng lực tâm về giữ về giới trong sạch thì những cái ước nguyện, những cái mong mỏi của mình nó sẽ rất dễ dàng được thành tựu. Đây là cái bước đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật nói riêng mà trong ba đời chư Phật nói chung. Và chúng ta không thể là phát triển được giáo pháp của Đức Phật, tức là lời dạy của Ngài, với cái sự không có giới. Cho nên giới là một sự nền tảng. Và Ngài cũng dạy rằng cái sự giới nó giống như là cái sự mặc áo quần của chúng ta vào. Khi đi ra đường mà không có áo quần thì chúng ta thấy như thế nào? Chúng ta thấy sự khổ thẹn, không thể không mặc áo quần. Thì cũng vậy, cái sự giữ giới là một, nó có một cái nhu cầu mà không thể thiếu
trong một cái tâm của một con người muốn tiến hóa, muốn được trong sáng, và nó sẽ tạo được nhiều phước lạc cũng như vậy. Sa-du-sa-du-sa-du. Tiến trình đó mà nó phải trên tiến trình thì là tiến trình. Thì là chỉ để bước vào đi, lối chỉ đã có lúc tiến trình này nè bộ. Nam anh này tiến trình thì tâm hà đi tiến trình. Ê thì tâm hà đi thu trọng một đợt mà thằng lý giới chỉ bà thế. Ê thì lý giới đây mà. Thu ạ, tâm hà cái bà thằng lý giới đây mà. Âm nhạc sống cầm đàn thì vô đàn nó đi. Cầm đàn sẽ bảo đi, vô đàn nó đi bảo nó sẽ bảo đi. Xong bước thứ nhất đó là về giới, nó làm cho tâm trong sạch rồi. Thì bước thứ hai đó là về định. Trong giáo pháp của Như Lai có 40 đề mục để mà trau dồi và phát triển năng lực thiền định. Trong 40 đề mục này thì cái đề mục mà Buddha nút tất tí, tức là đề mục niệm chứng an Đức Phật, là một đề mục vô cùng cao quý. Đức Phật có dương ế đà gồ bà rì hà rì à gàm thàn tà bà rì gà gàm thàn sù bì rà gàm thàn nàm yô xì bà rì hà rì à gàm thàn sù rà mì mì tàm hà dì tù rong bì rà u bà tà nà gù bù dù ế mà tàm mà àm yé tàn lù á thù á rì gàm thàn gù gà bì à bà rì hà rì à gàm thàn á mà tù lù mù chè bà tàm thà gù dù á dì gà tù gù tù rong á mà tù rong bì rè khà mà quý bạn đang học bình niệm bằng, ai đi cầm thang gỗ phá ao nền này cả rồi, anh em anh này đã cầm thang, năm yếu, ba đi ở đây cả cầm thang năm yếu, bảy tháng ba đấy, à, cái từ cầm thang tức là cái sự trau dồi thiền định, thì trong giáo pháp của Đức Phật là có hai loại sự trau dồi về thiền định. Một là loại thiền định là chúng ta trau dồi để đạt được cái mức độ định tối thiểu nào đó, để chúng ta đi qua cái mức độ về đi vào về cái thiền về tuệ thiền đạo quả. Là sẽ đọc vậy. Là giảm vô biên bảo ông vậy. Number T tức là thì cái tâm thác cái mà thang thù thòng bí đọc. Ai biết đọc. Yo mano, đáp bát đắc anh này, hari hari anh này, đáp bát đắc anh cũng đang niệm yêu quan này, rồi là lấy mình nào, xem nhà đó là chỉ biết biểu lên đây này, là lấy mình xem nhà, chỉ có một chỗ này, suy hỏi hay xa, cho nên là bạn nghe nói từ sáng tác, xem nhà chỉ biết là xem một chỗ này là lấy, tu anh này được chỉ là quét rìa hồ mà nào, quét cả tu anh này được là lấy này ta, hú ấy thì các bạn đang nè cụ anh em anh quên đi tuần liền nè, đã các bạn đang chiến sinh ngã, thì tôi anh mà thua về, anh xem, tôi có anh thua bi mà quý bạn đừng có bi đi mà giao ta, tôi đi các bạn đang ngã, đã bắt được các bạn đang khổ, mà phía mình đi anh thua mình đi đã bắt được các bạn đang ngã này, à bây giờ thì các bạn đang lấy cụ của mình mi anh thua gì mi mà anh để đi bi đi nhà vào. Thì cái bản thân lý của mình mình cũng nhớ đàn đủ. Khi nào là hiện cảnh chết đệ, anh đã bán năng này đã gặp đàn. Quý bà thân là cũng bị nếp bằng của đoàn mình bà rí ạ đi cả. Thì bà mình phía mình đi, hả thua. Cũng đi cũng làm ấy, đã bắt đầu cả cái bản thân lý mình và bế ạ này dàn thả. Anh đề đề đi bế ạ làm ấy, anh đề đề đi bế đi của cả quê sáng sọ của đệ, dàn thả đệ, đã bắt đầu cả cái bản thân lý của chị bà. Ê đà gà, bố đà nó đi, nhớ đà á đu bà mà đàn nó đi, lý của bà. Phía á yung nhất đá chung yết đi bông gái á á đu vã nê. Mà ra nà đà đi y lê lì kô dì sinh sao đê á đi. Sá rú. Sá rú. Sá rú. Thế mì mì mù yên á đu đê á nà bà nà nê đá gà mù yà kà quê sáng sọ bì thà nê. Hàn đê rì bì rì nà bà gà quê sáng rung bà rê. Kô dọc sinh sao kà mù thà. Lê hù. Kô đà nô đê mì nhất đá á đu vã nê. Mimi ye ku lawa me ma ma ki ma do tu dana bi me bogo le tu ha la ma dana bi bo twa ku da re mimi lo jo sa ni le be ya ni bi di dana bi nao che de ku tu wa di kamathan de ku wa ka kwe tha le sa shop tha le ai de myo ga
Hồ Đà Nội Tịnh Địa, Nhất Đại Ya Adubai, Mà Đà Nội Tịnh Địa. Ngài giảng có hai loại thiền định. Loại thiền định, định thứ nhất là thiền định về để mà phát triển cái năng lực tâm tới một mức độ tối thiểu nào đó để chúng ta đi vào thiền Vipassana để mà khai triển về tuệ đạo và tuệ quả. Đây là cái thiền thứ nhất. Là cái loại là cái mặt thang thứ hai, tức là loại thiền thứ hai đó là gồm bốn loại. Đó là loại thiền thứ nhất là về niệm ăn Đức Phật, là gọi là Bút Đà Nút Tất Tí. Loại thiền thứ hai là gọi là thiền A Tu Ba Nút Tất Tí. Loại thứ ba là Mết Tà Nút Tất Tí. Loại thứ tư là Marana Nút Tất Tí. Tức là đây là bốn loại thiền mà hàng ngày á, nó sẽ giúp chúng ta gìn giữ, che chở từ bên trong chúng ta cũng như là bên ngoài nhiều cái sự rủi ro và tai hại, cũng như sự phát triển về cái sự hành thành giáo pháp của chúng ta. Đây là hai loại. Sa đúc. Sa đúc, sa đúc, sa đúc. Nhìn như thế, cô, nếu bạn là trong chương trình trên đề, anh đã bán nạc đắc mà ta, chỉ cần ပါရိယတိကကမ္မထာဒီနှစ်ခုကိုအားထုတ်တဲ့အခါအန္တရာယ်မပြအောင်ဘေးကကာကွယ်ဆန့်ရှောက်ပြီးတဲ့ကမ္မထာဗုဒ္ဓကိုလည်း၄ခုအဲ့ဒီ၄ခုကနံပါတ်၁ကဗုဒ္ဓနုတ္တတိနံပါတ်၂ကမေတ္တာနံပါတ်၃ကအတုပနံပါတ်၄ကမရဏနုတ္တတိလို့၄ခုရှိအဲ့ခုနကပြောတဲ့တမထကမ္မထာ၄၀တဲ့မှာဒီခုအခြေခံကတို့အခြေခံကြလို့ ကျန်တဲ့ခုနကလို့ပေါ့ရှင်မယခုနကဒါမေးလို့ကမ္မထာ၄၀ဒါတွေကတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းသူတို့ကအောင်မြင်သွားရင်တဖြည်းဖြည်းသူတို့တို့ရှူသွားပါမယ်ကမ္မထာ၄၀လေးအဲ့ဒါမိမိတို့သာနာနာပြုတဲ့အခါမှာသူကလက်နဲ့ပါခုမမဒီမှာသူသာနာပြုမယ်ဘေးကနေပြီးအန္တရာယ်တွေညောင်းများစွာရှိပါတယ်သူသာနာပြုမယ်ဘေးကအန္တရာယ်နောက်ချက်တွေညောင်းများစွာရှိပါ အန္တရာယ်နောက်ချက်ဒီကိုကာကွယ်ပေးတာတဲ့မိမိကိုဘယ်လိုမှလို့ကာကွယ်ပေးတာတဲ့စောင့်ရှောက်တဲ့စတုရာရက္ခလို့ခေါ်ပါတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းသူကစောင့်ရှောက်တယ်မိမိစိတ်တွေကိုလည်းစောင့်ရှောက်တယ်ကိုယ်စောင့်စိတ်စောင့်သမထန်၄ခုဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီ၄ခုတည်းကယနေ့အခြေခံကြဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုဒ္ဓနုတ္တတိကိုခေါ်မှာပါလို့မိမိတို့နာနာပြုတဲ့အခါအန္တရာယ်ကိုတားဖို့အတွက် Để suy nhắc lại lần nữa cho chúng ta nhớ rõ mà ngài giảng ngài cũng lặp đi lặp lại. Tức là chúng ta có hai loại thiền định. Loại thiền thứ nhất là loại thiền định để cho giúp cho chúng ta đầy đủ sung mãn cái năng lực tối thiểu nhất để chúng ta đi vào thiền Vipassana để mà khai triển cái tiến trình đạo và tuệ quả. Đó là loại thứ nhất. Loại thứ hai là loại thiền định là gồm có bốn loại, hay còn gọi là thiền bảo vệ. Thì thiền bảo vệ này nó gồm có như là thiền về niệm ăn Đức Phật là một, thiền về đại tâm từ là hai, thiền về niệm về thể tược là ba, và thiền niệm về sự chết là bốn. Thì bốn loại thiền này nó thường xuyên nâng đỡ và che chở chúng ta từ kẻ tội thù từ mọi phía, từ bên ngoài vào cũng như là từ bên trong ra. Đây là điều là chúng ta không thể không học. Hôm nay là điều đặc biệt nhất là ngài sẽ là giảng cho chúng ta về bài pháp về Bút Đa là Nút Sát Tí, tức là niệm về ăn Đức Phật. สาธุสาธุสาธุภาวิทธบุทธานุตติภาวนานะมโนตระนันทนันทยติภาวนานันตมตะอยากมทันดิเสตุตวินอนุตระนทุเมจิเมกังติตาตาลินทุเกลุงกัญญิยัตโตบุทธานุตติภุทธานุตติภาวนาอุภาวิทธปวามะจะกงโล.
มานะตังพุทธานุตติภาวนาสิกขุภาวิตวะพุทธานุตติเตยพุทธานุตติภาวนาอุภาวิตวะปวงญาจินจังมานะตังมิมิสัยยะโลจีไดตันตะไดโหเรตติปิสงไล่เมสาธุสาธุสาธุธรรมะกรรมธรรมะถูกต้องเนี่ยอุปัตตนะมะกุเวมาธรรมะถูกต้องเนี่ยกรรมธรรมนี้เสร็จเนี่ยมา ဘုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာတိအနုတ္တရအသာလွန်စုအမျက်ဆုံးကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်ပါလေတဲ့။တမထထူထောင်တဲ့ဝိပဿနာအာမတုကမှာတမထကမ္မဋ္ဌာန်းထူထောင်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲ50။အဲ့ဒီ50တဲမှာဘုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာတိအနုတ္တရအတုမရှိမြတ်ခံတိတာသာလွန်ထုကဲလွန်ကဲမြင့်မြတ်တဲ့ဘာဝနာဖြစ်ပါလေတဲ့။အဲ့ဒီဘုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာကိုပွားများစိတ်နဲ့ပွားများအထုတ်သူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိ มานะตังมิมิสัยยะโลจีไดตองตะไดปุริตติปิสงไลเมพุทธานุตติภาวนาโกปวามะเดปุคคติพุทธานุตติโกออมเมนมีปวามะเดปุคคติมิมิสัยกะงาบาผิดฉินไลดาโซยิงมิมิสัยยะโลจีดาตองตะดาดิปุริตติปิสงปาไลเมโหถาบาเดนันทะยะติโหนะสาเปยะโหถาดามานะเอ้อตมะตะกะมะตะ 40 เดมาพุทธานุตติภาวนาดิจันเนกะมะตะนี่ตู้โห ပြောလွန်းလို့ရပါမလားအသာလွန်းဆုံးများဆိုအဲ့ဒီဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာကိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိစိတ်ကဗုဒ္ဓနုတ္တိလေးပွားများပြီးဗုဒ္ဓနုတ္တိအတော်လေးအောင်မြင်ပြီဆိုရင်စိတ်ကမာနတံမိမိစိတ်ကငါဘာဖြစ်ချင်နေတာလို့စိတ်ကအလိုရှိတာတောင်းတတာတွေကိုအကုန်လုံးပြည့်စုံပါတယ်ဗုဒ္ဓနုတ္တိအလောက်ထိစွမ်းရည်ရှိပါတယ်ဟုတ်တော့ခင်ဗျဒီမှာဦးသာနာပြုကျင
ဒီသာနာပြုလုံငန်းသူရဲ့သာနာပြုလုံငန်းကိုဒီလိုချင်တယ်ခုဓမ္မဒကမ္မဒန်40တဲ့ကဗုဒ္ဓံတို့တတိဘာဝနာကိုခုမိပေးမယ်အဲ့ဒါကိုပွားများပါအားထုတ်ပါဓမ္မဒကမ္မဒန်40တဲ့မှာလေဗုဒ္ဓံတို့တတိဟာသာလွန်ဆုံးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်အများဆုံးနေမှာကဘာသူ့ကိုပွားများလိုက်တဲ့အတွက်ပွားများအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိစိတ်ကငါဘာဖြစ်ချင်တာလို့စိတ်ကအလိုရှိတာတောင်းတတာဒီကိုဒီဗုဒ္
hỗ trợ nội định bảo nào cô chú đi ăn đi cô hỗ trợ lại mà đấy nó đa dạng nam đa nam đa yên đi bảo nam nam tham đa yên cam đan đi sẽ đốt đuôi anh đâu đa đâu mấy gì mấy con đi đa đa luôn cái miếng miếng đó hỗ trợ nội định đây hỗ trợ nội định đi bảo nào cô bảo vị đa quan miếng ở chỗ gia công lo anh đâu đa đâu mấy gì mấy con đi đa đa luôn cái miếng miếng đó hỗ trợ nội định đây hỗ trợ nội định đi bảo nào cô bảo vị đa quan miếng chân giáo mà nên nam mi mi sẽ lo chi đại đau đa đại ủa đi để đi về dùng lấy mi phương pháp này tuyệt vời lắm mọi người ngài dạy là trước khi hành vào Vipassana thì chúng ta có tới 41 thiền định sư như Đức Phật đã dạy. Trong 40 đề mục thiền định này thì cái phương pháp Buddha Anusati này, tức là phương pháp niệm ăn Đức Phật này, là phương pháp phải nói là thì tốt đẹp nhất, phương pháp tốt đẹp nhất để cho chúng ta phát triển cái năng lực tâm, phát triển năng lực tâm. Người mà hành phương pháp này, thành công phương pháp này đó, thì người này tâm tâm mong ước điều gì, muốn điều gì sẽ thành tựu, sẽ thành tựu. Đó là rộng nhất, rộng nhất. Ewa Azendiya Buddha Buddha Guna Azendiya Azendiya Banana Vibhago Di Azendiya Ema Indo Buddha Vyajin Dodi Azendiya Majanzi Abjanzi Nango Buddha Guna Vyajin Eguno Dodi Azendiya Majanzi Abjanzi Nango Ema Indo Azendiya Majanzi Abjanzi Nando Vyajin Vyajin Eguno Dodi
ပဒနာနာညင်ညိုလေးစားကြသောမြေကောင်းသားမြို့သမီးတို့အားအဇင်တိယောကျန်စီတို့မရတော့ဝိပါကောဂျိုတန်တိဟောဒီစင်စင်မတွေ့ဖြစ်ပါပေတည်းစာဒုစာဒုစာအေးခုဘုရားတို့တိတိကြောင်းဘုရားဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေရဲ့ကြောင်းကိုယနေ့ဟောပါပါဟုတ်အဲ့ဘုရားရှင် ဘလောက်တိအကျိုးတွေများတယ်ဆိုတာစိတ်နဲ့ကြံလို့မရပါဘူးအဲ့လောက်တိအကျိုးများပါအစိတ်တိရဆိုတာပါဠိမှာမြန်မာလူဆိုကြံလို့မရဘူးအကျိုးတွေအသိညာဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့တိလကံအာဇင်တရားမကြံစီရမကြံစီနိုင်ကုန်ဗုဒ္ဓကုဏဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တို့တိကလည်းအာဇင်တရားမကြံစီရမကြံစီနိုင်ကုန်ဘုရားရှင်ဘလောက်တိဘုံနေတဲ့ဘုရားကြီးရဆိုကြံလို့သူ့ဂုဏ်တော်တ
yin bhaya yin ye gung do do na yi ai di bhaya yin bhaya yin gung do di ko patan nan nan sait ne yo ko ne yo yin nyu le sa ja de a myu a myu paw na myu tami de ma de a chu ti ya di ba ma law mya de so da jan si lo a zain di yo jan si lo me ya do vi ba go a chu ti ya di ho di sin sin ma twe phit ba bi bhaya yin le a zain di ya jan si lo mya bhaya yin ye gung do di ka le jan si lo chán gì luôn mà ra đấy, bây giờ cái công đồ đấy, cái gì nhiều lý giải, cái gì đồ đấy, cái gì đồ đấy mà đấy, à chú đi à, bảo mày ra đấy xô la, chán gì luôn mà chú đi mày bảo đấy, ta chẳng bây giờ cái, hồi nào nó đi cái bây giờ cái, cô gái này, chú đi à, chú đi à, cái mày đam mà, chú mà bảo đấy, nè, xô. Đức Bổn Sư thì cái trí tuệ của ngài. Chúng ta là tất cả chúng sanh nói chung, chúng ta nói riêng, chúng ta không thể bàn luận và nghĩ tới được là cái trí tuệ, là cái năng lực của một vị Phật là lớn như thế nào, rộng lượng và bao la như thế nào. Chúng sanh không thể nào mà suy nghĩ được. Và điều thứ hai nữa là phước đức của một vị Phật, cái năng lực của một vị Phật, phước đức một vị Phật chúng ta cũng không thể nào mà cân đo đàm đếm được, không thể nào suy tưởng. Do đó mà vừa trí tuệ của ngài, vừa là cái phước đức, cái năng lực của ngài thì chúng sanh chúng ta không thể nào mà suy tư và nghĩ bằng được. Đó là lý do mà chúng ta phải thành tâm, chúng ta cung kính thành lễ và chúng ta tôn vinh ngài. สาธุสาธุสาธุสาธุสิงห์ธรรมนิยรณานิพุทธพุทธยรณานังกระณกระติตระณะเอสิธัมปติตังจงชังไคบะเมวะตมิสสตุสิงห์ธรรมนิยรณานิจันนัพพะนะสุสันตะจิโหไดมิหอตะโดรุบังตุโกปูซองปิสันไนดอกยรณาโดติ Phật đàn lý tình chân này các bạn đệ tình chân tình chân này các bạn đệ tình tu sĩ giáo tình chân này các bạn đệ tình tuệ kinh đảnh đảnh xê ba do bà đề mi do trụ cụ sinh nam ni yên nam ni xê ba do yên nam trụ cụ sinh nam ni yên nam ni bồ đề bồ đề yên nam nam sinh nam ni yên nam ni chân này bạn đệ tu sĩ mới chỉ ở đây mi hằng chỗ trụ bồ bằng trụ cụ bồ tát bi sanh đạo đại yên nam trụ tuệ Phổ thân lý tinh chinh nhạc bà đất tinh chinh tinh chinh nhạc bà đất tinh 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 cái đó đi cái đó thì yo yo đến đến lên lên ra ra như là một đại bảo vệ ý, cô, giờ nào đi cả nhà chị chứ, đó khi yêu dài giờ nào đi cả cũng mình biết được bài này, đó khi yêu dài giờ nào đi cả sinh chuyện gì giờ nào đi cả đó, cô bài mẫu bảo công danh gì cả, hiện nay nhiều lắm mấy đấy, à đúng thà cái mà mình biết được bao nhiêu sinh, cô lúc đó đại giờ nào biết được, nhà sống biết được bao nhiêu giờ nào bỏ, thì giờ nào cả đó mình biết được em đã mà em nhớ xong việc chưa? Em nhớ xong việc đấy thì là nào cũng mình đâu ra, cô này là sĩ gái à, sĩ này là bà lão, sĩ gái, hả đấy?
ဟုတ်တယ်ရတနာနာငင်္ဂဘာလူသဇိမကဘွဲ့နာမှုတော်ဘုရားယတနာမြတ်ကြီးတို့ကတရဏံတရဏံဣတိဟောဝေယစီကယလီလောင်ရွေကရတိကရောတိယောယောနေတိနင်းလင်းစားစားပြုတော်မူတဲ့ဘာပဲကြီးအဲ့ဒီဘုရားကပါလို့ရတယ်ဒီနေရာနေစားဖို့ဟာဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာစားတယ်ဟောပြုတာနော်ယောဒီနေ့စီကယဟေနာတို့ယောဒီနေ့စားစွာစီကကိုယ်ခွေချင်းကြောင်း เอสิดันมิมิโตเยอโลจิไดตองดะไดปฏิตันตองดะอัตตสุญญะยตนาติตะเมยเซนโดลัสสังเบกะสังฆายะไนถွယ်บอลาติตะติสาเนวินปุญติสาลามินีโลโลยาโลยายายาปิสงปาสีตะดีสาธุสาธุเอยะดิมิมิโตลบิอุสสายะตนาริยะละสั่งชื่อเวยะตนาริยะละเตยดิเนเมลงไม่ได้ทาแก အမှန်နဲ့တရားရှိပါဘူးခုလောကုတ္တရာယန္တနာဖြစ်တဲ့ဘုရားယန္တနာဘုရားယန္တနာကိုစိက္ကကိုးကွယ်ရမယ်မိမိတို့စိက္ကရမှာကိုးကွယ်ရမှာဒါပါလေမိမိတို့ဒီခုဒီဘဝမှာစိက္ကရမှာကိုးကွယ်ရမှာမိမိအားထားကိုးကွယ်ရတယ်ပါပဲဒီဘုရားယန္တနာကိုစိက္ကကိုးကွယ်တဲ့ဒီစိတ်လေးဘာဝနာလေးကုသိုလ်စိတ်လေးကြောင့်ဒီကုသိုလ်စိတ်လေးကမိမိတို့သွားတဲ့ဘဝမှာ ရကုတ္တရာယန္တနာကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီဘုရားကိုစိက္ကတကိုးကွယ်တဲ့လူတွေတန်းတဲ့အဲ့ဒါကဘာလို့တော့ကိုးပါမှန်ပါကိုးနောက်မှာပါမှာနော်မှန်ပါအဲ့ဒါကိုစိက္ကကိုးကွယ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လည်းဖြစ်တယ်ခုဒီဘဝမှာလည်းမိမိတို့စိက္ကငါဘာဖြစ်ချင်တယ်လို့အစ်စစ်တန်အလိုရှိတဲ့စုပဲသူကပြည့်စုံပါတယ်ဘုရားကဗတ္တိတံမိမိငါဘာဖြစ်ချင်တယ်လို့တောင်းတလိုက်တာလည်းဘုရား
Ngài dạy rằng ở trong thế gian này cũng có nhiều loại vàng ngập ngà châu báu, nhưng mà cao thượng hơn, cao quý hơn đó là Phật quý bảo, Phật châu báu mà chúng ta thường gọi là Băng Hoa Tam Bảo đó. Bảo là quý bảo, Phật quý bảo, Pháp quý bảo, Tăng quý bảo đó. Thì trong tất cả là các sự là quý báo đó thì Đức Phật quý báo là cao thượng nhất. Là bởi lẽ rằng khi mà là chúng ta tôn kính Đức Phật thì chúng ta sẽ được nhiều cái sự nhiều sự lợi ích, và đêm đêm ngày ngày chúng ta cũng phải nên nương tựa vào ân đức ngài và cung kính đảnh lễ ngài, niệm tưởng đến ân đức của ngài. Bởi vì ở trong thế gian này cho dù có nhiều cái ngọc ngà châu báu đi nữa, mà một ngày chúng ta nhắm mắt lại thì chúng ta cũng phải để trở lại hết mà thôi. Trong khi là chúng ta nương tựa vào cái ân đức của ngài á, thì với sự niệm tưởng thường xuyên của chúng ta thì cái tâm của chúng ta, sự mong mỏi của chúng ta mong muốn điều gì sẽ trở thành điều gì thì nó sẽ được thành tựu. Và đây là cái sự là quý báo của xuất thế gian, nó không có phải là cái sự là quý báo như ngọc ngà châu báu ở thành thế gian. Cho nên là ngài khuyên chúng ta nên đêm đêm ngày ngày suy tưởng nhớ đến ngài mà mình nương tựa vào và ăn đức của ngài. สาธุสาธุสาธุเอตังโกตระณังกิมังอิตังตระณังมุตตมังอิตังตระณังมะกัมมังตัพพะทุกขะปะมุสสิริโกเอตังอิตังตระณังดุมยะติยะตังกายะตระณังญะตุมะอะกุสิกะกุกุญจินติเขมันปิยังคันติกิญจินตะภาวิอิเอตังตระณังดุมยะติยะตังกายะตระณังญะตุมะสิกะกุกุญจินติ ဩဓမ္မလောကိယောဇာယရဏတေသာလွန်ဝင်မြတ်တတံကြလဘာပြေဤဣဒံတရဏံတို့ဗျာတိယံတံဃာယရဏံမြတ်တို့မှာသိကဲ့ကိုယ်ခွေခြင်းကိုအာဂမအမိတမှုအစွဲပြီးပြီ။တဘာတောကလုံးစုံသောစင်ရေတို့ကဥဒ္ဓမြတ်မှာပမ္မုဇရိပမ္မုဇန္တိမௌဇမတွေလွင်မြောင်းနိုင်ကြဒီကုံတော်တတိ။သာဓုစာဓုစာ။အေးဖျား။
ဘုရားဝဒတဲ့တရားတော်ဤဘုရားရဲ့တပိသနာဥက္ကနာငါးကားဒီကိုစိတ်ကကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဘေးမရှိပါဘူးဘေးရံပြန်ပါလေအေတံတို့အေတံတရဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးစိတ်ကကိုယ်ကိုယ်ချင်းဒီခေမံဘေးရန်ခံတဲ့ကင်းကျင်းလာပါပြီ ဣဒံတရဏံတို့ဗျာတေယံတံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးဥဇိကကုဝေချင်းတိအောတမံလောကီဥဇာယရဏတဲ့သာလွင်မွင်မြအထက်တန်းကြလာပါပြီ။ဘုရားဝဒတဲ့တရားတော်ဒီကုဘုရားရဲ့တပိဏတာကိုစိကကုဝေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကီစင်ရှင်ကယရဏတွေကမိမိတို့ထုတ်တာဒီလိမ့်မြေလုံးမဲ့လင်ဒိလိမ့်ထားကြတာဘုရင်ကဘာမှမဆိုင်ဘူး။ဒီယရဏတွေကမိမိနာမှာပါဘူးလား။ဘုရားဝဒတဲ့ယရဏပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ ဧတံတရဏံတို့ဗျာတေယံတံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးဥဇိကကုခွေခြင်းတိဩတ္တမံလောကီဥ္ဇာယရဏာရီတဲ့တာလွန်မွင်မြတ်ပါလေစိတ်ရွှေငွေယရဏာရီကမိမိတို့ဘယ်လောက်ကြီးပဲအာကုပဲမြင်လို့မလုံးမိတ်လေထားပြန်ပါဒီဘုရားတရားတံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးကမိမိနောက်မှာအမြဲတမ်းမပါဘူးလားပါပါပါတယ်အတွက်သူစိတ်ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဩတ္တမအမြတ်ဆုံးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဧတံတရဏံတို့ဗျာတေယံတံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးဥဇ
ဘုရားရှင်ကိုယ်စရိဘာမုဇ္ဇန်ဒီမုဇ္ဇမတွေ့နှွေးမြောင်းနိုင်ကြလေကိုယ်ဤဆင်းရဲဒုက္ခကုသမြတ်ဒီမှာလေဒီဘုရားယရနာတွေဘုရားယရနာတမ္မယရနာပဲလွတ်ပါနံပါတ်1ကဘေးရန်ကင်းတယ်နံပါတ်2ကအမြဆုံးမှုစိတ်ကကိုယ်ကိုယ်ရရောက်တယ်နံပါတ်3ကဆင်းရဲဒုက္ခကုသမြတ်မှာလေဒီဘုရားယရနာတရားယရနာတမ္မယရနာပဲလွတ်မြောင်းနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘာလို့အမြကိုယ်ကိုယ်ယရနာစိတ်ကရမယ်
Trong giáo pháp của Đức Phật thì có ba ngôi tam bảo là quý báu. Đức Phật là quý báu, pháp là quý báu. Pháp là gì? Pháp là lời dạy của Đức Phật. Cho nên do quý hay là báu, cho nên chúng ta gọi bảo, bảo là quý báu. Và là chư tăng đệ tử của Đức Phật là quý báu, cho nên ba ngôi tam bảo là quý báu. Và quý báu là nhất ở trong thế gian này. Những cái loại kim cương, xà cừ, mã não, những cái loại bảo vật trong thế gian này tuy rất quý, nhưng mà khi nhắm mắt rồi thì chúng ta phải để lại. Điều thứ hai nữa thì những cái loại xà cừ, mã não, những loại quý ở trong thế gian này, dù quý như vậy nhưng mà nó không có cái năng lực để ngăn ngừa, giúp cho chúng ta ngăn ngừa được những rủi ro và tai hại. Do đó mà ba ngôi tam bảo là một sự quý báu, giúp cho chúng ta vừa ngăn ngừa được những sự rủi ro và là tai hại là điều thứ nhất. Điều thứ hai là nó giúp cho chúng ta phát triển được cái năng lực về trí tuệ sản xuất. Ba nữa là giúp dẫn dắt chúng ta dần từng bước một đi ra khỏi luân hồi. Bên cạnh đó, người nương tựa vào ba ngôi tam bảo thì cái vấn đề đau khổ phiền muộn nó sẽ được dập tắt và sẽ trở nên an vui và hạnh phúc. Sa-du-s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 a-
we take out the Adim to such a year now, let the nine don't overgoat to my domes of Yadin and Kurumia Viajidi. Another Nambia, she do do, another Nambia, she do do. Be yam, be yam with a medical digagwe, another Nangoga, and she do do, go away as dear, my left your dumb with my baby. Trong là các cái lĩnh vực mà về đức tin, về tôn thờ đó, thì người tôn thờ đến giáo pháp Đức Phật, tôn thờ Đức Phật là một cái sự xứng đáng để mà chúng ta nương tựa vào tôn thờ đó. Đây là một cái nơi thật sự để chúng ta xứng đáng để mà vì tôn thờ một cách có sự lợi ích thật sự. Bây giờ nam bí do yên đi ra đâu 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 cô à bây giờ cái đó bí mới chỉ ông lại biết đâu mu đã ba bí bí ông đi đâu cô
bác kìm mặt nấu chết cụ chết đi đấy hả là cụ đủ lệ nên là đi quả đeo và đa thà thế thì bây giờ đi đây bơ cụ đều lên nhất là bây giờ cụ đều lên rồi bây mới chịu thì bây giờ cả người sống sót bị bà đấy bây giờ đi cụ lên mà giờ ở mà lỡ được cả người sống sót bị bà đấy được người có đức tin trong sạch như Đức Phật và thường niệm tưởng ân đức của Đức Phật thì ngay cả những khi mà cái kẻ thù hoặc cái nguy hiểm mà nó ập tới mình thì nó cũng được giải một cách tốt đẹp. Sa du 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 sa du
đi ra đi đi ra 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 thì những cái điều không chánh kiến nó lần lượt nó sẽ bị loại bỏ. Du khi đã sinh ra du khi yếu nít ra du bao ngủ lệ chán đã gì rồi mu đã bỏ đi. Sinh ra du khi yếu nít ra bao ngủ lệ bây giờ cũng bao ngủ lệ để chán đã bỏ đi. Cố bà má ôi chen, na chen, thế chen thì du khi đi ngủ lệ bây giờ cả bà lo được đi bao ngủ. Cố lên thì du khi đi chỉ bao ngủ là. Chỉ bao ngủ. Đã dám sinh ra được cái người nhà được lấy được cháu, chán đã của nhà ông nhà sản nhà của đồng ngoại, người có đức tin tâm sạch nơi giáo pháp của Đức Phật đó, thì người đó cũng được một cái lợi vô cùng lợi cũng đó là những cái sự phiền muộn phiền não đau khổ sẽ được dập tắt và sẽ trở nên được hạnh phúc. Ví dụ như người mà chúng ta chúng sanh chúng ta đương đau khổ sinh lão bệnh tử vân vân, có biết bao nhiêu cái nghiệp kiến của bạn, nhưng mà nhờ cái đức tin nơi ngài, nơi giáo pháp ngài thì những sự đau khổ đó lần lượt chúng ta sẽ vượt qua và tiến tới cái sự giải thoát thành công. Bồ đề Bồ đề đi cái điện đàn đà cai Bồ đề đà bi đi, Bồ đề mi hoa đi đà bi đi cái đi đi đà bi sư phụ đi bà đà, Bồ đề Bồ đề đi phía huệ cái điện đà đà viết số đó bốc hơi gai cô nát bì đi thì ô bê sa đi về nhà bì đi chém bì đi thì ô bê sa đi về nhà ta bì đi cho bì đi đi sư phụ đi bắt đà đà sư phụ đi đi chuyện đó số nhà đó miền bì nhà đà nè hoa ra mì hoa ta luôn muốn nhà đó đi ta bây giờ nấu cái này bì hồ đồ bây giờ làm mà một ở đây được hồ đồ đi viết ai nó cái yết số lấy được Buddha cũng nó Buddha nó thì đi bảo vấn đề của yết số lấy được biết biết nên để cho biết đi hoàn mỹ hoàn mỹ ai đi biết đi đi cứ bây giờ nên soi vào ô chỗ này bây giờ miếng miếng phía đằng này ta nói mà đi biết đi mình nói lâu mà phía này bây giờ phía đằng này có bao lâu đâu ta bảo đi ta nói mà đi ta luôn rồi sáng ta là bây giờ phía đó bao mà mổ tôi đi nghe ý cha thì cha bảo mà là มามาจ้ะเราดิมามาเส้นเส้นบ่าวนาดิบ่าวนาบ่านับดิรูปเปลี่ยนดาลูจันดาเพิ่นนับเพิ่นนาจันดาเพิ่นดาบะยิงอ่ะตีนี่บะยิงเพิ่นไปแม่บังงาเงยจับดาเลยมามาเส้นโหดานุตติโกพุทโธโหดโลกะยะเสอะระหันตังลูกบ่าวมาติตะกะปิติเพิ่นดาวามะมุดิปิติเพิ่นเอริปิติเพิ่นดาปุพพะวะพะยะนันนังงาโอชุวะดาบะยิงเนี่ยป่ะเนี่ยบะยิงงาเงยจับเลยมามาดิบุดีบ่าวมาดิบุดีโหดานุตติบ่าวนาบ่าวมาเดบะงาเงยจับบ่าล่ะ ngài dạy người mà hành các pháp niệm ăn đức Phật là Phật Buddha nó xuất tí, chúng ta cũng có thể niệm Buddha và phần niệm A-ra-ra-ra-ra-ra-ra, đó là cũng là niệm Đức Phật. Thì người mà thường thường tưởng niệm cái ăn đức này một cách liên tục tinh tấn đó,
thì cái tâm nó sẽ cũng dẫn tới trường hợp phỉ lạc. Cái pháp người niệm tưởng phương pháp này một khi đã sinh ra cái pháp phỉ lạc đó đó thì nó quý giá hơn một vị vua, nó quý giá hơn cái quý giá của một vị vua. Vì sao như vậy? Bởi vì á, người niệm tưởng ăn đức Phật này tâm hiện tại họ được hạnh phúc cả thân và tâm, cái tâm thân họ an vui tự tại và nó còn phát sinh được trí tuệ và nó có thể phát triển thêm được nhiều phước đức. Do đó mà không chỉ trong kiếp này mà còn vào trong kiếp sau họ cũng có thể sinh vào loài trời hoặc những loài người hoặc những cái cảnh an lạc hơn. Còn những vị vua mà họ ví dụ họ không có những cái thiện pháp thì nhiều khi sau khi hết tuổi thọ cũng không dễ gì họ sinh về từ cái cảnh trời. Thế thì Bồ Tát Đồng Na Bì Đi ở chỗ thì ai liền อนาถวินทิฏฐิเนี่ยที่รูปปัตติเนี่ยเนี่ยนี่ก็จะมาเนี่ยอนาถวินทิฏฐิที่ดาวุฒิปิมามาอนาถวินทิฏฐิเนี่ยปิมาสอบว่าตะเรนทั้งหลายหมู่ญาติจุปิมามาอ้าเซนน่ะเลยมามาไอ้เกยี้กูอนาถวินทิฏฐิเล่ง5อย่างเนี่ยคงนี่ปิเนี่ยอนาถวินดาวุฒิกะเนี่ยญาติจุกูคงย้อมไปกฤษะตามมาเลย5 เล่5อย่างบ่เล่บ่5อย่างบ่เล่ดิบ่าเนี่ยบ่เล่ดิ5อย่างไอ้กุมนี่อเป็ดเนี่ยย้อมเวทว่ามาสัตตาครับเออดาวุฒิกะนี่ญาติอยู่เล่เซนเนี่ย5อยู่ซะนะ Tawatika nibi đó, yazajo go. Days then, and I use an away, hey, man. Young way, leng iron. Kick a got a good gamishing, letting it go near digging your iron, a young one. Tawatika ni yazajo, the lagani, wow, one. Là cái thời Đức Phật còn đại thế đó thì ông cấp của đọc đó ta na ta bền đi cà đó tiếng Bali tiếng Việt mình là ông cấp của đọc đó. Ông là một người thương buôn giàu có, ông có tới 500 cỗ xe hàng hóa, ông thường đi buôn từ cái nơi là Savatthi đó đi tới cái chỗ là Yajajo đó, tức là cái nơi nó xa tới 54 cái Yojana đại khái như mình cứ cho là khoảng là 100 km. Thế thì nói về cái gì? Ta có đi gần thì giá dịch vụ cũng liên ngại này rồi, giá dịch vụ giàu quá. Giá dịch vụ tôi thấy hiện ngô liên ngại này quan lý. Quan lý đâu giá dịch vụ tôi thấy cả. Nếu mà phải ăn mua gì để tăng giá đầu đi cũng sống cả cũng nhanh nhỉ. Nhanh đi vậy. Nó. Giàu quá rồi phải ăn mua gì để tăng giá đầu đi sống cả cũng được. Ida, Duban Dida, Idan Ordana Dida, Idan Bizanan Dida, among us. Swinche, among us, Benje, among us, Henry, I just obedo, then you do obedo, season, day, day. That's your day. Mamma, sir. And I ring the day, Ida, I'm no sale. Mamma, through Molly and Emily. Do not go, chit. Mamma, no? And I ring the day, and the mago, Yazio, you daddy, Yazio, and the mago, and I ring the day, you daddy, Molly and Emily. Mamma, sir. You daddy. What? Could not have been the day, you daddy, and anh ngô tu quay nhẹ chán nhẹ vốn là đâu nó mà sẽ à nếu bạn gặp phiền muộn gì là đang gặp rồi chúng ta buồn đuổi ít đã đủ bàn đi đã miêu ngà bay yên chế ít đã ở đàn đi đã mong ngà tham yên chế ít mà biết đàn đi đã mong ngà hiện lên à chế số bi ở lên youtube gì 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 à phiền cái gì mà được bao nhiêu cái gì yếm chi bao nhiêu ta chẳng phiền cái gì chúng ta buồn được gì gì nữa là nhà đầu tiên đi đi gì vốn là đâu nó mà sẽ à bao nhiêu là từ đó là màu nam á màu lên nè mà lên anh nói với anh nam màu giá gì đi cả chú ra là giá gì đi lên nam màu anh nói với anh đi cả chú ra là mà chỉ biết được mà lừa màu lên nè mà lên coi đấy tu nam màu coi tu nam màu coi chú ra là tức là từ cái chỗ Savatthi á thì ông cấp bồ đạo ông mới có ý định là
đi tới chỗ mà già dệt chồ để mà gặp Đức Phật. Thì cái khi thường á thì ổng và một người bạn gọi là anh em cũng chèo gặp nhau là mừng rỡ, và là hai là đại khái là xã giao với nhau. Nhưng mà là hôm nay thì cái ông là cấp cô độc, ổng có cái dự định là để đi lên cái chỗ mà già dệt chồ để mà thăm Đức Phật. Thì đã khi ông tới cái nhà là của cái ông anh em ngọc chèo á, là ông đương nấu nướng để mà chuẩn bị mà mang tới cúng dường nhà Đức Phật. Thì ông cũng quay đi là cái vấn đề để chào hỏi và xã giao, ý muốn nói là cái ông cấp cô đập là cái tâm hoàn toàn là hướng về Đức Phật. Thì là nà đi bên đây chỉ là anh ngô quan lấy được cả, đủ không nấu sạch, khả năng là rồi nè, giả sử đi chỗ thế tôi để rồi nà đi bên này bên phải bị rồi, em mà đang chết à? Thì này nấu sạch, tôi phải cái giả xin lên đi rồi, nà đi bên đây là xin giả đi, thì thế này khả năng là ngã là để rồi ngã ở bên phải bị rồi, à tiên, quay chỉ bị rồi nấu sạch đấy, thì này ngã là ra đâu mà nấu sạch à? Ai cần đây ta? À vâng, vui vâng, đã biết tâm ý của cái gì, đã biết tâm ý làm cái gì là sống đi cũng như vậy. Đã mà một mình ý cái gì là lúc chung đi để thêm đi. Đã mà một dễ bù dọa mù, nát đi bù dọa là lúc khác. Ê nát đi bù dọa mù, dễ bù dọa mù, lúc nhá sống đi đó là ngã vụ làm nấu xe bù lúc nát bình tí đi gà. Tu hà tu đi lúc thái nghiên đi à, thái nghiên đáy thái dù bình đi à, thì bà đi tu hà tu quên biểu thái nghiên đi. Đó bà bà lắm. Là xin lỗi là thật là xin nói lỗi thì giáo sư nó làm. Thì cái ông cấp cô độc á, ông ở tại cái Savatthi, tức là xứ sở của ông. Thì từ ngày đó ông đi buôn bán á, mà ông đi lên cái xứ của là Yajacho. Thì thường á, ngay cái chỗ mà Yajacho ông có anh em là cột chèo, mỗi khi ông lên một cái là cái ông anh em cột chèo nữa nè, ông ra ông ôm rồi ông mừng rỡ nữa, rồi ông xã giao rồi dữ lắm. Hôm nay á, cái ông cấp cô độc lên là giờ thầy chùa cũng như thường lệ, mà hôm nay thì cái ông kia là ông lại không quan tâm tới ông cấp cô độc nữa. Ông cấp cô độc mới ngay giật mình. Cái ông này thường ngày ta lên là ông ôm ta, rồi ông xã giao, ông chào hỏi thân mật lắm, mà không hiểu tại sao mà bữa nay ông lại không quan tâm tới ta nữa. Vì thấy ông đương hướng dẫn cho những người mà giúp việc rồi đó, nấu nướng rồi làm đủ thứ động việc. À chắc có lẽ nhà ông này bữa nay chuẩn bị làm đám cưới họ cho con cái hay sao, hay là mà chuẩn bị để mà cúng dường cho chư thiên như rồi hay sao, hay là một lễ hội gì quan tâm đặc biệt đây. Do đó mà ông bằng rộng tới cái mức mà mình là người thân thiết của ông này mà thấy ông chẳng thèm hỏi làm gì, cho ông các cô độc ngồi một mình là nó làm gì thế. Thì này giả sử như thế gì cả mong á bây giờ chị mong á xuân chị mong á hiện nay chị được season B mua lại chụp vào season B để khai giá rồi, nào bên thế gì của tôi bây giờ nấu sạch đấy, nấu sạch rồi nào bên thế gì cả đủ mấy cái gì thế. Khá thấy ngài ngã lại đây rồi, mình ngã ở lề bên phải bị rộng, em mới đang nốt sạch đá. Thì này ngã lại đây, đám mà mình nốt sạch bù, thế mà, ta mệt là mì. Mình ngã lại trong cái xa mẹ lâu chung này ra, mì cái xa được lâu chung này ra là, ngã bù dọa mù được mẹ lâu chung này ra là, cú ngã lại đây, đám mà mình nốt sạch bù lụ, ngã đôi bên thế giới gì cả, bây giờ này. Thì ông này, ông cho ông cấp cô độc ngồi một mình cho tới khi trời tối. Khi trời tối xong, sau khi nấu nướng chuẩn bị gì đã xong, sư bác ở bên ngoài ông tiếp ông cấp cô độc. Thì ông cấp cô độc mới thấy lạ, ông hỏi nghe anh bạn, thường ngày mỗi khi tôi lên đây là anh ôm tôi, rồi anh xả giao tôi một cách vô cùng thân mật ấm áp, mà sao hôm nay là anh lại không có để ý gì tới tôi? Có phải chăng là anh đương chuẩn bị đám cưới hỏi cho con cái anh hay sao, hay là anh có một cái việc gì á cúng tế quan trọng riêng cho anh hay sao, hay là một cái công việc mà
cúng dường cho những vị chư thiên thiên thay sao đó, thì ông các cô đọc ông hỏi này. Ê thì thiền giả sư thế gì cả thế nghe chứ giả sư thế cả nói mình biết biết là thế nghe chứ ngã mà khôn nạn ngã đã bị tâm ý gây ra là mình chịu mình ý gây ra là mình chịu nãy thì bù giờ đấy gây ra là ngã mình chịu thế nghe chứ chú giả sư chú miêu ma bồ đề miêu soạn cho là được mù đệ thế nghe chứ chú giả sư chú miêu ma bồ đề miêu soạn cho là được mù đệ thế nghe chứ chú giả sư chú miêu ma bồ đề miêu soạn cho là được mù đệ nếu bên ngã ở thì phải ăn mu gì để tăng ngã ra được sinh cơ bồ đề ngã lâu sống đi đã luôn giả sư thế cả anh nói mình thực hiện nhảm vô thì sau khi ông cấp tôi đọc hỏi như vậy thì cái ông bạn này mới trả lời này anh bạn cấp cô đọc cũng không phải vì công việc mà con cái của tôi cưới hỏi cũng không phải vì cái công việc lo cho việc riêng của tôi lo cho đến nhà vua cũng không phải cái công việc cúng tế cho những vị chư thiên nào nhưng mà này ông bạn hôm nay tôi có một việc vô cùng quan trọng là ngày mai đó thì Đức Phật sẽ tới cái vùng Già Thề Chô và sự náo nướng này là tôi chuẩn bị để mà ngày mai sẽ mang lên đó cúng dường cho Đức Phật và chư tăng. Đó. Tham mạp vậy. Ê đi thì nào mình thấy chi cả. Thế ngày trên chú Già Thề Chô mới mà Bồ Tát mới xóa cho là. Số này Bồ Tát số này đang đi của nó cả cha này đó. Tham mạp vậy. Nó nào cả đi cha này để xui em về. Nó cả là Bồ Tát sai cả là Bồ Tát nó cả là Bồ Tát sai cả là Bồ Tát nó cả là Yết Sư sai cả là Bồ Tát nó đi qua miếng bì đó Bồ Tát nó là bì đi đi nó bồ đó chết mất nó mà bì đi đi chết Bồ Tát nó là bì đi ya đi con nàng à giờ sẽ chú thấy cả thế nghe chứ chú giờ sẽ chú mới mà Bồ Tát mới xóa chúa là để rồi Bồ Tát rồi đàn đi của nàng cả cha mà phải. Ai đi già ra nè, lúc gần nè, bồ đồ. Hồ già sẽ chú thấy biểu lý đệ đang lý của già ra nè. Thì đang của tôi già chân là già đi. Thì miễn sao bây giờ chẳng được gặp sư phụ, gặp ba trăm tính bảy mươi phi thà được bảy mươi sinh. Thì đang của tôi già chân là già đi. Ai thì đang của già lý ở đây suy nghĩ, Bồ Tát, thế nghe chứ đối già sẽ chú nhưng mà Bồ Tát miễn sao chú là đệ sư đệ Bồ Tát sư đệ đang lý của già, nào nè già lý đệ nè, lúc gần nè bồ đồ. Sai gần nè tôi được bồ đồ. Nó gần lệ bồ đồ, xây gần lệ bồ đồ, nó gần lệ bồ đồ, xây gần lệ bồ đồ, lưu sô bì, bì đi quán đà lông sô bì đó, bì đi bì mê đó. Thì sau khi ông cấp cô đọc nghe cái ông bạn ở ngay cái tôi, chú là già thầy chồn ấy, có Đức Phật đấy. Ông các cô đọc vừa nghe cái từ Đức Phật thôi. Đức Phật là mình dịch làm tiếng Việt, còn tiếng Pali gọi là Buddha đó. Vừa nghe cái danh hiệu là Buddha một cái là lập tức á, là trong tâm ổng cứ niệm hỏi, cái miệng ổng cứ niệm hỏi tới Buddha. Thì là trong tâm là cái niệm Buddha. Nó một cách liên tục nhưng mà chạm cái là cái cảm thấy phi lạc sinh lành à, nó vui, nó an vui lạ lùng là tới cái mức mà cũng quay như thế, cũng giống như ngàn thiền mà khi phát phi lạc tràn tới đó, ông vui quá rồi thì ông quay như thế. Edino Ramadji nào đủ ra được chuyện thế nghe chưa? Phổ đa số là đang biểu đề là biến biểu bảo, mì đấy. Hậu đề thế nghe chưa? Đủ ra được chuyện mà phổ đa nói xóa, toa xóa là đồ mù đời lụ, nói chuyện nhau. Biểu lý đề số, anh nói chuyện nhau nào cả trả lời đề số, nếu gần lại phổ đa, sẽ gần lại phổ đa, nếu gần lại phổ đa, sẽ gần lại phổ đa, nói chuyện nhau, mì nữa là bị đi hoàn toàn lộn xộn, mì nữa. Cái lần thứ nhì cái bắt đầu ông hỏi lại, ông là nhân bạn. Là có thật là Đức Phật á, tới là cái vùng là Già Thề Chô này hay không? Ông kia đúng là Đức Phật đã tới cái vùng
Do Thầy Chôn này. Ông nghe lần thứ hai như vậy là bút đô đó. À, ông vừa nghe xong ngay là cũng giống như lần nào. Ông vừa nghe xong, các bác là cái miệng ông cứ niệm bút đô, bút đô, bút đô, bút đô. Cái tâm ông tâm niệm bút đô, bút đô, bút đô, bút đô, bút đô, bút đô. Ông liên tục, 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 cái nào. Cái hỷ lạc sinh lên phủ toàn thân ông, ông quay thức. À, lần thứ nhì. Cũng giống như mình ngủ gục vậy. Nha. Mình vừa nghe xong một chạp, mình niệm bút đô, bút đô, bút đô, bút đô. Biết không? Đó, thì nó tương tự như này. Đây là lần thứ nhì. Nó đúng vậy nhỉ? Thế nghe chứ, hú ra sổ rẻ tàng của biểu là nhắm biểu bảo tốn chuyện đạo bì rồi, nó hú ra sổ rẻ tàng của thế nghe chứ, biểu rẻ là tốn chuyện đạo thân bì rồi. Hú ra thế nghe chứ, chú giả sư chú nhưng mà bố ra mẹ sọ chọn là đi sổ rẻ tàng của tốn chuyện đạo cha rồi. Giả sư chú tự điều thân bì rồi tốn chuyện đạo cha rồi. Nước gà lệ bù rô bù rô, xây gà lệ bù rô bù rô, nước gà lệ bù rô bù rô, xây gà lệ bù rô bù rô rô, vì đi hoàn tả lông sổ bì mì. Tu giá chuyện đâu sao? Chà là ổ, tôi đã bảo lâu rồi, phải ai chọn được cái việc bạn đã tính chuyện đó. Chà ổ chá chinh chá chá. Thế thì nàng đúng chuyện mèo chá lấy được, vì đi quán là lòng sụp đúng chuyện mèo mỉ nữa. Ở đây sẽ đọc phải ạ. Sao? Giống là từ cả, cái bạn là từ tên sụp là bi khai đếch. Mà, phía gà, phía bí bồn lý tình trên này các bạn đã tính ngủ lạ. Mà, phía. Tôi đã chọn được cái việc, phía này đủ đủ các bạn đã tính phí kể đó. Ồ, mà. Đó là lần thứ hai và thêm một lần thứ ba nữa thì ông là các cô đọc mới nói với cái ông bạn hay ông bạn xin ông nhắc lại là cho tôi nghe một lần nữa là Đức Phật tới cái vùng Già Thầy Chồ này thì ông này này ông bạn à, đúng rồi đó ông bạn là Bút Đô đã tới cái vùng tôi giao đi chỗ này ông nghe lần thứ ba như vậy rồi ông cũng y như hai lần đầu rồi bắt đầu miệng niệm bút đô bút đô bút đô rồi là lâm tâm ông là cũng bút đô 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 một chặp của cái đầu nó phát sinh cái hỷ lạc này quay luôn vì sao như vậy bởi vì 100.000 đại kiếp là vừa qua đã trôi qua thì ông cấp cô độc này đã cùng song hành bổ túc là ba la mật với Đức Phật. Ê thì thiền giả sư chú na ra viên thế thế chi na ra viên thế thế chi cả giả sư chú thế thế của biểu đấy. Đang nghe chưa? Bồ tát đi có đạo đi trong ra đời đó. Thầy á thầy á sư ra đang ngủ chả bố sư ra em đã mà khai nhân đã bà bị đấy. Ê thì phía dưới đó đang ngủ nhà chính đi ra ngã chả vi, nó bảo là, chỉ đang ngủ tu nhà chính đi ra chả vi đấy, chỉ đang ngủ chả bố xuống lại mà đang khen này mà lười vào, bố đó bố đó đi con đó đi trong đó đó phía dưới đó đang ngủ chả bố xuống lại mà đang khen này là bà bị đấy, bố đó phía dưới đó đang ngủ ngã chả chính đi ra chả vi, rồi xong, sa. Đang biểu là nói bên đây cái giá sẽ chịu biểu là, hả? Cú mà đưa lên cháu. Sa-ru-sa-ru-sa-ru. Đang nghe chuyện bia sửa đẹp đang ngủ cháu sửa đẹp mình đang khai yên này. Ê đi đàn ngũ ngã chá chinh đi ra lê chá bì. Bố bỏ rồi. Chá là? Chá mà. Chá số lý. Nà đề bình tế thế gái, giá sư chí sư lý yu bèm chô là, nó? Mà. Cái ông, cái cấp của đọc, sau khi ông nghe cái ông bạn của ông á, mà nói cái từ bút đô Đức Phật thì ông nói này ông bạn là cái tên gọi mà bút đô này đó, tôi đã chờ đợi đã từ
sadhu 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 tất cả những cái năng lực mà mình khống chế yếu. Ông ở cấp cô độc á, ông mới nói với ông bạn nào ông bạn là cái từ mà là bút đô này tôi đã chờ đợi lâu lắm rồi, hôm nay tôi mới được nghe lại, là tôi đã chờ đợi lâu lắm rồi. À, thì ngày là giảm tới đó biết là biết thế nghe chưa bố rớt bố đó đi con đường đi đường nào để rớt bé bé rồi để đang quân gia bố mà lười bố bây giờ này tuổi bố rồi lại mà lười bố bây giờ này ngài tuổi chín đi đã già đi bây giờ này ngài lại bố bây giờ bé mà thế nên đông được lại biết rồi nó bây giờ này tuổi chín bố rồi lười bám nó lười bố ấy bây giờ này ngài tuổi chín đi đã già đi già đi về ấy phía bên mà trên đường đó này phía thằng ngao lấy bộ bì bà phía thằng bộ khay đi nó ấy người ta đi bộ già là ông mới nói này ông bạn, hiện tại Đức Phật của chúng ta đang ở đâu, ngay lập tức là bây giờ là ông muốn gặp ngài, xin ông hãy mau mau lập tức đưa tôi đến gặp ngài liên liên lập tức vậy. Ấy thì nhà sư chú thầy gặp nhiều thế nên nghe nhỉ, tôi nhớ so với anh đi, chơi nghe lại nhà ác cả là đang còn nhiều nhà của mình, tôi cũng vậy mà đến đó, nhớ so với ác cả là đi đâu mà nhà hiện đại đó rồi là già mà đâu đang đi chơi, cái cô kia là lưu lý nhà là đâu đang ở đây mua cái cuốn sách rồi đâu đang ở quê đấy, đâu đang ở khu lụa là mình nhớ cũng lão ngon đi đánh biệt thái, già mà đâu đang đi chơi. Tô tàn bà ma dung đoàn tô tàn yong. Tô tàn bì mãn nhắn sửa lạc đến đâu nữa. Ti tàu là yên tay tô. Ti tàu là yên tay tô. Tô lạc của gửi yama nha. Ay tô của mía sửa bia đến đâu nữa. Chang hà lên lên. Mamma. Mày chị tô. Ta dạng bộ. Nên mô tô yang. A yong chin lên yong mặt. Ba đa bọn nghe nhìn ya. Ya dư 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 tu em nhớ rồi bây giờ đối diện phụ diện bố biểu này, giờ chú thấy cái này cái chuyện này chính là lên lên đi, nhà ác cả là đang cái phim này đi, nhớ rồi bây giờ lấy về, đâu đang đi chán đi đấy, đâu đang bị mà già, tôi nhà đấy cũng đi đâu na hiện đại đâu cũng nhớ rồi bây giờ đến đâu nó cũng đấy, anh đi đây đi về đi nhà đấy, mà đó bạn này cái gì à, lúc đó, nên nên mỗi đạo viên ai cũng chuyện liên hệ được cả đôi em cũng nhớ rồi bây giờ xuống ra chỗ mà, mình nên chạm mà đó, phụ là bỏ mình nên chạm mà đó, đó là bỏ luôn. Nào, giá sẽ chú thích đi cả. Ta là. Ta là. Ta là. Thì ông, sau khi mà ông bạn của ông cấp cô độc mới nghe ông cấp cô độc đề nghị là hãy lập tức, ngay lập tức hãy đưa tôi đi gặp Đức Phật. Thì ông bạn mới nói này, này ông bạn là cấp cô độc, lúc này thì trời đã tối rồi, mà ngài thì ở xa, trước khi mình tới ngài thì mình phải đi qua một cái nghĩa địa xa xôi, nó nguy hiểm lắm. Thôi thôi chỉ bây giờ chúng ta ông ở lại đây dùng cơm tối, nghĩ là sáng mai chúng ta đi sớm cũng không muộn. Nó mau sao? Ừ. Thế thì điện nào bên đây gì cả? Toa lu về luôn mà mình đến. Thế là nào bên đây gì của gia sư chú anh nhà đang nhận nhận bì đó. Nhà ấy để khám mà. Mama. Toa mày nhà rồi. Mama. Ấy để khám mà, cụ ấy ở đây vẫn nói mệt luôn để khám nhá. Nô gần lên bù đô bù đô bù đô, sĩ gần lên bù đô bù đô bù đô, nô gần lên bù đô bù đô bù đô, sĩ gần lên bù đô bù đô luôn. Ấy, bố đàn ông đi vào này, Jesus bị ấy vào. Ừ, ai đi mà bị đi đi, đi à tháp chết, bị đi thì phải bị, thì bị đi ở lén nhau. Lén thấy bao, lén thấy bây giờ đi vui mình nói gì khác được, vui mình nói gì à, bà khán nào cũng qua bà lén thấy, nhá nhá. Thì là ông bạn là không đưa đi ra cũng chịu thôi, thì trời tối rồi cho nên buộc ông phải ở lại nhà ông bạn. Thì cái khi tới giờ ngủ á
thì ông cấp của đọc miệng ông cứ niệm, rồi tâm ông cũng niệm luôn luôn, niệm cách liên tục như vậy. Bút đồ ông niệm đi, khẩu bắt đầu là pi tí, tức là cái pháp bi lặng, nó sinh đến vui toàn thân và cái ánh sáng bốc ra tỏa. Thì do cái định tâm ở trên cái đề mục của niềm thương ái Đức Phật đó. Đó cho nên cái khi mà cái định tâm mạnh lại thì bắt đầu cái ánh sáng từ trong tim nó tỏa ra. Ê, vì đi lên nhau này nhà gì mà lên nhau này khả năng gọi lên thế cứ lúc mà nè nè lên nhau lên này cho bây giờ cốt thả nè lên nhau bảo vì đi lên nhau khả năng lên nhau nó thế thì lên nhau này sẽ thả lấy đó nhà xóa bây giờ đến đâu là mù đẹp tí đâu này yên này đồ bụng đủ toa mê rồi ấy lên nhau này sẽ thả đó thì ấy ngủ nà đa bình thế thế gì ấy ngủ sau này nà đi gà lệ ấy nà gà lệ phụng bì nó giá sẽ chung nhiều của sau này nát đi cả lên nhiều cái thì cũng phải bị đấy bị chị lấy giọng đấy giá sau bây giờ đang ba ví lúc nào được cái gì cái khi mà ông niệm tưởng một cách liên tục như vậy thì cái pháp thị lạc sinh này song song với lại cái pháp thị lạc đó là cái ánh sáng là trong tâm mong nó tỏa ra, nó làm cho ông tưởng đã sáng rồi, nhưng tại sáng rồi theo chiều mình đi. Thì khi mà đứng dậy đi thì là chư thiên mà nó gìn giữ cái ngôi nhà đó quanh đó là nó mở cửa cho ông. Thế là ông ra khỏi nhà mà ông đi với cái ánh sáng mà ông niềm tưởng cái định tâm ở trên cái đề mục bút đồ nó tỏa ra. Ngài hỏi là mình mà liên trình là có nghĩa là ngài là có muốn là chúng ta là có muốn sáng như vậy hay không đó. Kệ xin xin lên lên đi chưa bạn khu thì bây giờ nhà đồ này bây giờ lưu giữ đồ rồi nhà cả họ cả đi ăn thuốc bây giờ đi đồ xin xin cả đồ đi ăn đi mía đấy cả giờ thay mà hồ đã bảo rằng biết xin đi để nhận được đâu mà hôm nay rồi bà má đi rồi xuống nhà xem có thằng bà đó cụ mua bia gai xuống bà đó ấy dùng gì mà xịt đó hết đi gai của cụ bây giờ nó đi và chín luôn đi ra đấy đi lên của mày luôn đam mày luôn đi đi ra du mày luôn đi biết đi để mày phiết cái luôn hả biết đi để mày phiết cái luôn đủ rồi rồi đi đi ra đi của anh mà thâu bên này bà đó hồ đã bảo rằng biết xin để nhận được đâu mà cụ bà chín luôn bà đấy tỷ lệ mình chỉ vu, tâm hồn mình chỉ vu so với sáu biểu này đấy, không như thế bao tháng ngủ tu, thì bây giờ làm bây giờ làm ra đồ làm nhà đoan này, ta nói gì cả có mà đấy, thì bây giờ thì giàu, chú già già bà thu già bà đấy, ngày dạy là có một số vị người Việt Nam mình qua bên trường thiền pháp và hành đạo, thì mà không có pháp. Không có pháp thì mới qua bên Thái Lan. Thái Lan là một cái nước mà cái Phật giáo nó cũng đường bị đại khái là xuống dốc suy đồi. Thì ở bên Thái Lan nó có một cái trường phái nó không quan trọng về vấn đề dự giới. Thì cái người mà vị sư Việt Nam mình qua đó và lại theo cái trường phái đó. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì họ ngay cả cái pháp mà phỉ lạc họ không có, cho nên cái tâm không có nơi nương tựa, và cho nên chạy vật vờ qua bên kia tìm là trúng ngay cái chỗ là cái nhánh đạo mà nó không quan trọng vấn đề gì hết mà ê bà đấy cha nam đa liền bà này sai ngôn đa liền bà sai ngôn này đã đi tha bị hết. Ngài nói là các vị sư đó là vị sư Đà Nẵng cũng có vị, mà Sài Gòn cũng có mình, còn Đà Lạt có dân thì mà nói ra, thì mà đi nè đi được, đi nè đi được, Nam Mê Đi Ba đi nè đi được rồi mà. Và ngài nói những vị đó và ngài biết tay thủ của vị đó và ngài biết. Ở đây bao gồm em đã mà đã nói gì có mà đấy, thầy anh này cùng thầy anh thì mà tuổi đi vào, nó mà tuổi đi thì bao gồm đi vào đâu,
ta nói gì hãy mới đang còn đi. Nghe nói những vị đó mà vô cùng tội nghiệp, bởi vì họ không có Đức Phật trong thân, họ biết vô cùng tội nghiệp. Ê đi cái thì mấy sợ đây thì cái như khổ vậy. Thì cái người chụp bên bên chả, cứ đi bộ mà cứ lên, đi nhà nào đi vào đi chỉ lên, ấy bộ người chỉ lên đi nhà nào đi chỉ lên mua đi bán mà, nếu có chỉ này phao để ăn được đúng không? Lão bán chỉ lên mua đi chỉ được, đủ bộ người biết, chỉ lên được cái gì, xin được không? Nã, mà lại đi được. Nghe nói những vị đó trước đây khi hành thiền ở từ người pháp có khi họ còn giới rồi đó, thì nó mặt mày nó cũng còn còn có chút sáng. Mà sau khi mà họ qua mấy cái phái đó rồi không giữ giới nữa thì người nói cái vấn đề cái mặt trong sáng không còn. Thế thì cái anh à, bà má bị mà đang ở lối gần thì bê tha để xem có thà cái mỗi bây giờ cái số việc là cái gì vậy? Thế thì cái phải đi vào bê tha là mà bà má bị ở đây bảo là lối gần cũng bê tha là mà luôn. Thế thì cái xét lại đi vào. Là ngài nói là về cái nhánh đó ngay tại nước Myanmar mà cũng có hai nhánh tương tự như vậy liên lạc. Nhưng mà may mắn thay là hai nhánh đó đã bị giáo hậu chia tăng của những địa loại bỏ. Ê là giám mục của phía A của thì nhớ bây giờ quá mẹ bà của thì A bị tiếp chế ạ con ạ nà đi bình thế thì bà phía ạ bị tiếp chế ạ chú giả bà bị tiếp chế ạ phía A của khoa này mạng lắm mà khoa này đâu thì ai cũng khoan này mà nó khoan này thì bao nhiêu tất cả lương về gì bây giờ mà không khoan sát đến nay là bao nhiêu là nào nào cứ khoan này sẽ gì bây giờ nào nào bây giờ mà không khoan này mới được thì ai cũng nào nào là biết được không? Ngài nói cái khi mà chúng ta thì niệm tưởng ăn Đức Phật Bút Đô là khi mà cái pháp thì làm sinh lên rồi thì nó làm cho đức tin của chúng ta nó vô cùng là chắc chắn là nó biết. Như ngài nói trừ đó với ngài thì không cái chuyện mà sao Đức Phật không lay động nữa, bởi vì ngài đi tu từ 51 tuổi trước kia. Hừ, na đây bên đây gì? Khán giả của bài giảng này đâu? Bị gì à? Giảng này đâu? Ở đây giảng này là đoạn là nhảy, mau này, lên, thì bị gì lên này là đoạn. Tốt là này giàu được, lúc đi giảng này bảo lão này nhém bị, nhém bị rồi cháu sẽ đi bảo. Cháu sẽ cảm giác đồ đạc sinh, ác đồ sinh, DVD cả vũ đồ sinh. Vũ đồ này ác đồ thì sáng nhận bệnh, vũ đồ sinh bệnh. Thế cháu sẽ lấy bỏ ra là bí đi hẳn bèo cháu. Mau mỏ, mẹ, mau. Nà rồi bí đi hẳn bà lợi đồ, bèo cháu. Ác đồ đồ, lõng ngồi nếm mấy đế, nếm mấy đá gà bà lợi đồ, cháu sẽ đi đồ đạc sinh, ác đồ sinh. Cú bí đi hẳn bà lợi đồ, vũ đồ sinh. Mà mà sao? Hả? Mà mà. Cú đồ này hả? Cú đồ thì bà lợi đồ. Sáng dạy bẹp trên đi đó. Ở dòng đi bẹp bẹp mong mẹ lạc. Thế là đi nè nè. Thì cái khi mà ông đi như vậy là nhà cái ánh sáng của cái pháp hỷ lạc sinh ra. Thế nên ông thấy đàn ông nghĩ là cái trời đã sáng. Nhưng mà khi đi qua cái nghĩa địa thì cái chân ông đạp lên một sắc chích. Chỉ đạp lên một cái lòng giật mình. Thì cái giật mình và cái mà gọi là cái tâm sợ hãi đó đạp giật mình sợ hãi một cái thì cái ánh sáng mất. Ngài giải thích cái ánh sáng là vị tí đó, tức là cái pháp hỷ lạc đó là thiện pháp Pali gọi là Kutala Citta, tức là cái tâm thiện. Còn cái tâm sợ hãi đó tức là Akutala Citta, tức là một cái tâm bất thiện. Do đó cái tâm thiện và tâm bất thiện là nó lại nghịch chiều nhau. Do đó là cái sự mà là pi tí đó, tức là cái gọi cái pháp phi lạc nó vui đó, nó ngược với lại pháp sợ hãi. Đó cho nên mà khi ông là cái chân ông giận là đúng cái sắc chết của người ta giật mình một cái thì bắt đầu cái pháp phi lạc nó tiêu và cái ánh sáng nó cũng mất luôn. Đó là ê đi mà mong cha đoàn vị cháu dạy lý bộ lại rồi đốt đàn sau này nạ tất đàn hà thi tất đàn hà đạt tất đàn hà đạt tất đi yết tha tất đàn kênh nhà thá thà ni à mô gà mà ni gông đà la ê gà thà bà thà vi đi hà rà thà kà lan nè khan đi đô la đê tất đế dì đê tên phí á thàn đoà đê chê đàn tà năng hà tất đàn hà thi sinh yà rà tất đê nhì yà rà tất đê
Tà dô tà mi kè nhà yà nà tà tên tà tà tì tà tà hà tà 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 hà tà tà tì yà tà. Yà thà yà nà tà tên nè. Tà dô tà mi kè nhà yà nà tà tên ế tì tì mong mong mẹ sò yà tà nè. Nà tì mì nì yè phè yà thàng tòa tì chì tà nà nà. Lá lù mà tì tì mẹ bà tì. Tô tàng sò nè nà gà á bì tà. Nà mà tà. Ế tì á bì tà tà kà mà nà tà mì tì tì jì à ngà tì mà gà gù tì yà thì mà gà gù nà gà phò bà tì. Ê mà sì á tì tà. Ăn đây là để cả mà nấu cả bún đó bún đó bún đó xây cả lên bún đó bún đó nấu cả lên bún đó bún đó xây cả lên bún đó bún đó cho bị đi vòng đi biếng liên thề mà tao đang sao này cả ăn bây lấy đó ăn thì đẹp là bị đó nó ngày đêm mà gặp phô ba để xuống ăn thì đẹp là bị nấu cả biếng số vô lấy đó nấu cả lên bún đó bún đó bún đó xây cả lên bún đó bún đó biết rồi bị đi vòng đi vào liên thề là biếng liên mà này là gì này ở cũng là xe đó bây giờ họ thì phía chân đó để nát cả áp bì tức là áp bì là cái tay cái tay cái tay cái sinh ra nát cái tay nhảy ra nát cái tay nhảy thay ra nát cái tay làm yếu tâm nhảy ra nát cái tay ấy tay để tay nhảy ba ba để nhảy ba cái khi mà cái ông cấp bồ đạt làm giật mình một cái như vậy cái ánh sáng nó tiêu luôn và cái hỷ lạc nó cũng tiêu luôn. Thì ngay lập tức á, ngay cái chỗ mà nghĩa địa đó là có cái vị chư thiên họ gìn giữ này đó thái và lập tức khởi đằng sau và nhắc nhở này ông bà là thì là các cô đọc thậm chí là hàng trăm ngàn cái là cái sự là quý báo là của người phụ nữ một trăm ngàn cái sự quý báo của đức vua là tôi tâm ý tự tế sinh yên an tự tế sinh yên an tự tế giải thoát yên an tự tế tự tôi tâm ý yên an và 100.000 là xe là thì chở đầy đủ quý báu và 100.000 cái người phụ nữ của quý báu vân vân tất cả những điều đó cộng lại thì cũng không so được với là một cái bước đi để mà đi gần tới Đức Phật vậy. Sa-du-sa-du-sa-du. Thì sau khi ông mới nghe cái tiếng đằng sau, ông nghĩ à như vậy đằng sau mình cũng có một người đồng hành ta cho nè, lên được tinh thần, hiểu không? Sau khi lên tinh thần, sau bắt đầu niệm tiếp tục bu-đô bắt đầu là khi cái pháp vi lập sinh lại, đồng xong rực rỡ lên lại, từ là bắt đầu anh đi tiếp lại. Đa đưa xa. Thế thì anh đi bây giờ, anh lấy ông này xét mà, nhớ rồi bây giờ cái này đủ, chẳng được cái gì là bị số, chưa rồi. Nè, thế thì này nào mình đi đây chứ, chân ra đấy. Thầy nhớ rồi là đã bị nhiều thứ gì mà nên mà để công ty là bây giờ, thầy nhớ gì? Nga nghe nam mẹ gọi đi à. Nga nghe nam mẹ tu đạt đạt. Nga nghe nam mẹ gọi nghe nam mẹ gọi tu đạt đạt. Tu đạt đạt. Thầy nam mẹ gọi đi là em mẹ đi là chẳng là đi. Tu nam mẹ gọi đi là ăn nà thà bình đi gà ăn nà thà gô gò yà mẹ bíu bó gò đi gò xa yê xa bê rù kăng rù tu gò nà rù bình lù khó. Tu đi là gà nà rù bình mẹ. Nghe nam mẹ gọi đi là bó gò bà lù mẹ xì. Nhà xa bè đi. Đi xì à mà nà mẹ đi gọi đi là phê á xì yên. Đi xem mãi em, phải em mãi em, ngang 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 ông cúng ông làm phước nhiều đó thì người ta phong tặng ông ta là tên cấp của đạo nhưng mà cái tên thiệt của ông thì chỉ cái người nhà ông mới biết thôi. Như vậy nếu sự thật là vị Phật, một vị Phật là không có gì là không biết, như vậy cái tên thiệt ta ngài phải biết thì ông nghĩ được làm như vậy. Và riêng về phía Đức Phật thì ngài đã biết là ông cấp của đạo sẽ tới và ngài cũng đương chờ đợi. À được. สาธุสาธุสาธุเอริเมษวาพะยะก็เลยนารวินทริยะพะยะเจ้าတော်ตั้วတော်ရကိုမြတ်စွာဘုရားလည်းနာရဝင်ဒီသူเจ้าတကလာဒီလာကျိုးဆိုတာမှန်ပါဘုရားဆင်းငါနာမည်ငယ်နာမည်ကိုသိရမယ်လို့ဘုရားနာရဝင်ဒီရဲ့တွေးတော်တယ်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အေဟိတုဒတ္တအေဟိတုဒတ္တ
tu da da tu da da e hi la lo lu khon lai de khe na mi go tan khon la a di kha cha ma ha phaya sit bi so phaya chi de lo phwet bi lo chi ko da ba thì về Đức Phật là đã biết ông tới cho nên ngài đại sản khi mà vừa tới hơi xa xa cái Đức Phật à hê ê hi tu đà đà tu đà đà tu đà đà là đó ê hi tu đà đà tức là này ông tu đà đà hãy lại đây này ông tu đà đà lại ông chụp hình ông cái sao thế là ông chạy trong ôm bằng chân đất ấy thì mẹ già bây giờ tu cố, để ai đó cũng khó lên đàm nó, đàn na cái đó, nếu không cái cái thà khó lên, đàn na đi ra bảo na xin đây khó lên đàm, khó lên để đi ra xong để đón đại bản định mẹ phục đón đại bản chết vào bài, đón đại bản chết bị rồi mẹ già bây giờ tao đi cũng bên bị, xí cho anh chóng đổi gì cũng lùi vào đấy, ngã xe này lì cái thì cũng vào đấy, ngã xe lì cái thì cũng này. Tụ bần mà mẹ sao bây giờ đi học lại đấy, nãy giờ mình đón đáp bài thì mẹ phụ sai đoạt đấy, đón đáp bài chết đoạt đấy. Bây giờ còn là đầu thì còn bên đấy, bên bây giờ mà cháu đầu gì, à gì cho con cháu đầu gì cũng lấy bài đấy, ngã dễ này, lì cái này, lùi lấy để cháu được gặp chết đoạt bài đấy, được. Thì cái khi ông gặp Đức Phật ông mừng quá, đúng rồi. Thiệt Phật, dạ đem ôm trong nhà, đánh lễ sao với Đức Phật, giảng pháp giảng theo từng tự thuyết, Đức Phật giảng giảng về giới, về sự bố thí, về giới và về định, về thiền. Thì sau khi nghe bài pháp Đức Phật là ông đã cái tâm từ phàm tâm chuyển sang thành phàm tâm chính đắc đạo quả tu đạo hành. Ôm sa du sa du sa. Ok. Rồi. Rồi cái sau đó thì ông mới thỉnh Đức Phật về xứ sở của ông. Và ông cúng dường, ông mua một cái cúng dường cái và ông mua đất của cúng dường xây và cúng dường cái ngôi chùa đó cho ngài. Với cái giá tên là 54 gà đề. Khu xì già thòn tôn tên tăng gà đề rồi. Gà đề. Hay là ngá gà đề. Tức là... Ngá dân lý gà đề. Ngá dân lý gà đề. Mà khu xì già thòn tôn tên tăng gà đề. Tức là 8 con số, tức là 80 triệu. Tức là cũng dường với con số là 8... Cái số tiền là 80 triệu. Cái thầy đó... Tiền vàng. Cũng không rõ tiền bạc hay không, trong ngày ngồi ngày 80 tỷ. Đại gia vô cùng đa năng biết luôn ngay mắc khi mà do tu được không bận đó, làm mình mượn được bồ đề nội tịnh qua nhà cụ mắc khi mà bồ đề nói mà bồ đề nội tịnh thì già có thể tu lễ sanh công giáo mà tu cũng lễ sanh công giáo mà khi mà đó thì mà không mình đó là bồ đề nội tịnh thà không biểu mình đó. Từ ngài nói do vậy mà sư cô khi mà cái phương pháp là bút đa nút tất trí này mình phải thành công đó. Và nơi đây á, là ngài giảng cho sư cô khi mà ở Sài Gòn, ngài sẽ giảng riêng cho Bắc Đại Hòa Pháp. Ok, anh nói đây chính xin biết đề đi la đề cả tâm đi đề cả bình nhã đề cả đủ mà rồi đề đi la chính xin có chính biết rồi tâm đi chính xin biết đề chính xin lý giải đề cả anh em xong biết đề Phật nói đến đi bao nhiêu quá nhiều chỗ biết rồi giờ cứ để làm như vậy ta ra na biết luôn cái bây giờ này ngay vậy ta ra na biết luôn cái này cô sao để bố chú ra ở đâu này đó từ đó xin nhớ con đam nhớ tâm mi mi áp chế giả ba gì cô đề đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.